Ngay sau cơn bão số 5 đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh, các cán bộ của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trong lúc đi kiểm tra thì phát hiện hòn đảo số 649 đã có hiện tượng bị sạt lở. Hòn đảo này nằm tại khu vực làng Chài Cống Tàu giữa trung tâm 3 và trung tâm 4 của Ban Quản lý Vịnh. Ngay sau sự cố, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có buổi khảo sát thực địa tại nơi xảy ra sụt lở. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, đoàn công tác của Viện do nghiên cứu viên Hồ Tiến Trung làm trưởng nhóm đã có những kết luận sơ bộ. Ở đấy ban đầu nó đã tồn tại một cái đứt gãy. Đấy, cái đứt gãy này nó làm mở ra cái khe nứt lớn, chia đôi cái phần đứt gãy và cái hòn đảo chính nó ra làm hai. Và cái phần gắn kết còn lại nó rất là bé. Thế thì cộng với cả xong đấy thì cái lực tác động từ phong hóa, từ đá vôi, ăn mòn từ nước vào cái chân đảo. Rồi là sau đấy là cùng với việc là thủy triều dâng, các cái ảnh hưởng của các cái cơn bão lớn, ngay lập tức nó là các yếu tố nó kích hoạt, nó gây ra cái hiện tượng đổ lở. Cũng theo chuyên gia này, ngoài các yếu tố tự nhiên, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý Vịnh nghiên cứu thêm những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quá trình sạt lở, như việc tàu thuyền đi lại gần đảo tạo ra sóng, tác động vào các hòn đảo, sự ô nhiễm nước biển trong quá trình bào mòn đá vôi. Ngoài khuyến nghị với Ban Quản lý Vịnh cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý tốt hơn kỳ quan này, các nhà khoa học Việt Nam cũng có quan điểm riêng về việc kiến tạo địa chất tại đây. Tôi thì là quan niệm là nên tuân theo quy luật của tự nhiên, vì những hiện tượng đổ lở nó cũng chính là một quá trình địa chất để tạo nên cái hình dạng, cái di sản của Vịnh Hạ Long bây giờ. Thế thì ví dụ một số cái như là hòn con chó đá chẳng hạn, thì là bản thân nó là một cái khối đổ lở, thì nó đổ lở và nó tạo thành hòn chó đá. Hay là cái hòn hiện tại bây giờ, hòn chống mái, cái hiện tượng ăn sói mòn chân nó mới tạo ra hòn chống mái, nếu không thì nó không thành hòn chống mái. Hay là hiện tại cái hòn vừa đổ lở đây thì ban đầu nó không có hình thù gì đặc biệt, tuy nhiên sau hiện tượng đổ lở thì nó có ở đâu đấy, nó có dáng dấp của một cái hòn con lạc đà. Đấy, thì là nó như thế để chúng ta thấy là nên nhìn nhận cái vấn đề đổ lở nó là một cái quá trình và nó không đến nỗi gọi là quá bi quan. Ý kiến trên có cái lý riêng của nó. Sau quá trình kiến tạo địa chất hàng nghìn năm, chúng ta mới có một Hạ Long như hôm nay. Và khi Vịnh Hạ Long trở thành một công viên địa chất mang tầm thế giới, thì quá trình đổ, lở do tự nhiên đang diễn ra ở đây chính là những bằng chứng hùng hồn nhất cho quá trình kiến tạo địa chất tại một kỳ quan thiên nhiên đã được cả thế giới công nhận.